Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh tin hôm nay. Các bạn nhớ nhấn vào nút đăng ký và biểu tượng chiếc chuông bên cạnh để đón nhận những thông tin thú vị và mới nhất từ kênh của chúng tôi các bạn nhé. Và sau đây mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi đến với phần tin chi tiết trong bản tin của ngày hôm nay. Dường quá Lý Minh Thuận, U50 râu tóc bạc, bị chê như ông cháu với con trai. Ở tuổi 50, Lý Minh Thuận có cuộc sống hạnh phúc nhưng gây bất ngờ với ngoại hình già nua. Lý Minh Thuận vui vẻ chơi đùa cùng con trai. Theo Sina, mỹ nhân số 1 Singapore Phạm Văn Phương mới đây đã tiết lộ cuộc sống hạnh phúc của gia đình mình. Cô chia sẻ khoảnh khắc ông xã Lý Minh Thuận đang chơi đùa cùng con trai với lời bình, sự tương tác hàng ngày giữa hai cha con. Trong đó, Lý Minh Thuận cùng con trai đang ở trong một nhà hàng, vui đùa cùng nhau đầy ấm áp. Có thể thấy ở tuổi 50, nam diễn viên để râu, tóc ngà màu hoa dâm. Khi anh vén tóc lên, những dấu hiệu lão hóa ở trán và gương mặt của chàng dương qua khá rõ nét. Thậm chí có ý kiến còn cho rằng, dù đang chơi cùng con trai nhưng Lý Minh Thuận giống như người ông đang chơi cùng cháu mình nhiều hơn. Một số ý kiến cho rằng, nam diễn viên giống như người ông đang chơi với cháu. Dù bằng tuổi chồng, Phạm Văn Phương lại khá trẻ trung. Thời gian qua, Lý Minh Thuận không còn xuất hiện trong các bộ phim truyền hình và các sự kiện giải trí. Có lẽ đó là lý do nam diễn viên không còn quan tâm, cháu chút nhiều tới ngoại hình của mình. Trong khi đó, dù bằng tuổi chồng nhưng Phạm Văn Phương lại khá trẻ trung ở tuổi 50, cô từng được mệnh danh là mỹ nhân số 1 Singapore và nổi đình nổi đám nhờ vai Tiểu Long Nữ trong bộ phim Thần Điều Đại Hiệp. Ở bộ phim này, Lý Minh Thuận đảm nhận vai Dương Quá. Đây cũng là bộ phim xe duyên cho cặp đôi này. Cả hai nên duyên với nhau sau nhiều lần hợp tác chung và kết hôn vào năm 2009. Đám cưới của bộ đôi ngôi sao của màn ảnh Singapore là một trong những đám cưới nức tiếng thời điểm đó. 12 năm trôi qua, cả hai vẫn luôn ngọt ngào mỗi khi xuất hiện bên nhau. Cách đây một thời gian, Lý Minh Thuận lần hiếm hoi có màn thể hiện tình cảm trên mạng xã hội với bà xã nổi tiếng. Trong ảnh, cả hai ôm nhau và dành cho nhau nụ hôn ngọt ngào ở bể bơi. Ở tuổi U50, Phạm Văn Phương vẫn giữ được vóc dáng gọn gàng trong bộ đồ bikini. Kết hôn 12 năm, cả hai vẫn luôn lãng mạn. Phạm Văn Phương và Lý Minh Thuận là một trong những cặp đôi quyền lực bậc nhất của làng giải trí Singapore. Cả hai từng hợp tác chung trong nhiều bộ phim đình đám như Thần Điều Đại Hiệp, Truyền Thuyết Hàng Nga, Đại Hỷ Sự. Hiện tại, cặp đôi đã không còn tập trung quá nhiều vào công việc. Thay vào đó, họ tận hưởng niềm vui trong cuộc sống gia đình, thường cùng nhau đi du lịch hay chỉ đơn giản là những bữa ăn ấm cúng tại chính ngôi nhà của mình.